Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Huế TV. Quý vị và các bạn đang xem bản tin dịch COVID-19 tại Việt Nam và trên thế giới. Thực hiện 6K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế, không nhập cảnh trái phép để giữ an toàn cho bạn và chúng ta trước đại dịch COVID-19. Ngày 12 tháng 5 năm 2021, Việt Nam có 82 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. 6:00, ngày 12 tháng 5 năm 2021, Bộ Y tế thông báo về 34 ca mắc mới, trong đó 1 ca nhập cảnh. 33 ca mắc ghi nhận trong nước, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 4, Vĩnh Phúc 3, Đà Nẵng 7, Bắc Giang 6, Lạng Sơn 1, Hà Nội 1, Nam Định 1. 12:30, ngày 12 tháng 5 năm 2021, Bộ Y tế thông báo về 22 ca mắc mới, trong đó 3 ca nhập cảnh. 19 ca mắc ghi nhận trong nước, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh 2, Bắc Giang 9, Bắc Ninh 5, Hà Nam 1, Thái Bình 1, Hưng Yên 1. 17:49, ngày 12 tháng 5 năm 2021, Bộ Y tế thông báo về 30 ca mắc mới, trong đó 0 ca nhập cảnh. 30 ca mắc ghi nhận trong nước, Đà Nẵng 20, Hà Nội 7, Bắc Giang 2, Phú Thọ 1. Ngày 12 tháng 5 năm 2021, Thừa Thiên Huế không có ca nhiễm COVID-19. 6:00, ngày 13 tháng 5 năm 2021, Bộ Y tế thông báo về 35 ca mắc mới, trong đó 2 ca nhập cảnh. 33 ca mắc ghi nhận trong nước, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 1, Đà Nẵng 22, Bắc Ninh 3, Hà Nội 3, Vĩnh Phúc 2, Bắc Giang 2. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem các chương trình của Huế TV. Nếu thấy video có ý nghĩa, xin vui lòng like, share, comment và đăng ký kênh Huế TV.